Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với bản tin dự báo thời tiết hôm nay và ngày mai, 14 tháng 3 năm 2021. Thưa quý vị và các bạn, do không khí lạnh hoạt động yếu nên ở các tỉnh thành thuộc khu vực Bắc Bộ vài ngày nền nhiệt ở ngưỡng rét nhẹ. Các tỉnh thành phía Đông Bắc Bộ tiếp tục duy trì sương mù và rải rác có mưa nhỏ về đêm và sáng. Mức nhiệt thấp nhất trong khoảng từ 19 đến 22 độ, vùng núi cao dưới 15 độ. Về trưa chiều, đôi lúc trời nắng nhẹ, với nhiệt cao nhất trưa chiều phổ biến từ 25 đến 28 độ, có nơi cao hơn. Riêng khu vực phía Tây Bắc Bộ có khả năng xuất hiện mưa rào cục bộ. Còn ban ngày trời vẫn có nắng, với nhiệt độ cao nhất ở khu Tây Bắc dao động từ 28 đến 31 độ, có nơi cao hơn mức này. Với Trung Bộ, xu hướng nhiệt độ ngày và đêm đều đang tăng, thời tiết phổ biến có nắng nhiều, với nhiệt độ cao nhất ngày từ 27 đến 30 độ. Chỉ còn xe lạnh về đêm và sáng tại khu vực các tỉnh từ Thanh Hóa trở vào đến Thừa Thiên Huế, còn khu vực từ thành phố Đà Nẵng trở vào đến Bình Thuận. Nền nhiệt cao nhất trong ngày phổ biến từ 29 đến 32 độ. Các tỉnh Tây Nguyên và Nam Bộ, ngay từ sáng nắng đã chói chang và càng tăng mức độ vào trưa chiều. Nắng nóng diện rộng bao trùm toàn khu vực miền đông của Nam Bộ, với nhiệt độ cao nhất trưa nay phổ biến từ 35 đến 36 độ, các nơi khác dao động từ 33 đến 35 độ. Sau đó từ ngày 17 tháng 3, vì vậy thời tiết khu vực sẽ chuyển nhiều mây, đồng thời có mưa rào và dông xuất hiện vài nơi vào chiều tối và đêm, nắng nóng tạm thời chấm dứt. Và tiếp theo sẽ là phần dự báo chi tiết thời tiết của các vùng trên cả nước 14 tháng 3 năm 2021. Mời quý vị và các bạn cùng chú ý theo dõi. Khu vực Hà Nội, nhiều mây có mưa nhỏ vài nơi, sáng có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió đông nam cấp 2, cấp 3, đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 đến 23 độ, nhiệt độ cao nhất từ 26 đến 28 độ. Phía Tây Bắc Bộ, có mây, có mưa rào vài nơi, gió nhẹ, đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 đến 23 độ, có nơi dưới 20 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 26 đến 29 độ, có nơi trên 29 độ. Phía Đông Bắc Bộ, nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng. Riêng vùng núi phía Bắc có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông nam cấp 2, cấp 3, đêm trời lạnh, nhiệt độ thấp nhất từ 20 đến 23 độ, vùng núi có nơi dưới 20 độ, nhiệt độ cao nhất từ 25 đến 28 độ, có nơi trên 28 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, nhiều mây có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ thấp nhất từ 20 đến 23 độ, có nơi trên 23 độ, nhiệt độ cao nhất từ 25 đến 28 độ, có nơi trên 28 độ. Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi, gió đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 25 độ, nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32 độ, phía nam có nơi trên 32 độ. Tây Nguyên, có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 18 đến 21 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 33 độ, có nơi trên 33 độ. Nam Bộ, có mây, ngày nắng, riêng miền đông có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 25 độ, nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 35 độ, riêng miền đông từ 35 đến 37 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa vài nơi, sáng có sương mù, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống dưới 1 km trong sương mù, gió đông đến đông nam cấp 3, cấp 4. Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa vài nơi, sáng có sương mù, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống dưới 1 km trong sương mù, gió đông đến đông nam cấp 3, cấp 4. Khu vực biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông cấp 4. Khu vực biển từ Bình Định đến Ninh Thuận có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 4, cấp 5. Khu vực biển từ Bình Thuận đến Cà Mau không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 5. Khu vực biển từ Cà Mau đến Kiên Giang có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông cấp 3, cấp 4. Vùng Bắc Biển Đông có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 4, cấp 5, riêng phía đông bắc có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Quần đảo Hoàng Sa không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 4, cấp 5.
Vùng giữa Biển Đông có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió Đông Bắc cấp 4, cấp 5. Vùng Nam Biển Đông có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió Đông Bắc cấp 4, cấp 5. Quần đảo Trường Sa có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió Đông Bắc cấp 4, cấp 5. Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông đến Đông Nam cấp 3, cấp 4. Bản tin dự báo thời tiết của chúng tôi hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo. We'll be right back.